Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời đầu tiên cho phép em được chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của em và đã ủng hộ máy của anh em. Rồi tiếp theo những video trước ha. Hôm nay mình vừa hoàn thành xong con máy chuyên chuyên lương lốc cho anh Hiệp khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dòng máy này đánh lương rất hiệu quả nha anh em. Những anh em cái thủ phản hồi cho mình lại đánh rất ok ha. Bao anh em là lương đánh bật bật ra ngoài ha. Nước như mà quay đất lúa hoặc là bờ mương rồi đó nha anh em. Chọc bờ bờ mương bờ kinh rồi ha. Nước trong xếp mình xếp đó, anh em đánh lương bao phê luôn nha anh em. Máy chuyên chuyên lương lốc nha anh em. Đây ha, mình có ra hai nắp áp cho anh em kích thủ ha sử dụng. Nè anh Hiệp cũng nhìn thấy nha anh Hiệp. Mức 1 ha là mức yếu ha, còn mức 2 là mạnh hơn chút nha. Giờ anh đi á, giờ anh sử dụng cảm thấy mức nào ưng ý anh cứ việc để mức đó ha. Em làm cho hai cái mức cho anh dễ sử dụng nha. Còn cái chỗ đi theo máy ha, không có khuyến mãi cho anh Hiệp cái phích cắm ha, cắm chỗ vào đầu da nha anh. Đối với dòng máy lương ha, mình sử dụng hai cái chĩa ha, hai cái chĩa khoảng 4 hoặc 5 tấc ha. Mình sử dụng thép inox hoặc là sắt ha, nhưng mà sắt nó dẫn điện tốt nhất nha anh em. Còn inox thì nó dẫn điện nói chung cũng được mà yếu hơn sắt, nhưng mà cái độ bền nó cao cao hơn sắt ha. Đây nha, đầu ra em nghe cắm vào đây nha anh Hiệp. Thì em khuyến mãi cho anh về chỉ cần lắp cái hai dây giật thôi là mình sử dụng nha, khỏi cần đi kiếm mua nha. Tại vì cái lỗ này nhiều khi anh em không biết mua, mua dắt về là mà cắm cắm không được á. Tại cái chuẩn dắt này dắt phi 4 ha. Nếu anh em mua nhầm chỗ bán chỉ dắt phi 5, phi 5 là không 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 lọt đây ha. Bây giờ mình sẵn đây mình khuyến mãi cho anh em luôn ha. Còn đây là quạt gió, quạt đãi nhiệt ha. Còn đi theo máy là mình làm con dây cò bóp cho anh là một dẹp mét 7 mét 8. Phù hợp cho anh đánh bộ thì không bị dướng dấp ha. Còn đi kẹp đen nha anh, đen kẹp trừ ha, còn kẹp đỏ là cộng. Má anh em có chống kẹp ngược đầy đủ ha. Này sẵn kẹp ngược thử luôn nha. Kẹp ngược ha, quạt không quay, bóp cò máy không hoạt động. Và mình đổi lại là kẹp nó máy cây quạt sẽ quay ha. Nè. Bóp cò nha. Bao anh em là tiếng nhỏ luôn nha, tiếng nhỏ nhỏ xíu luôn. Đã nghe tiếng lươn nó ọc nó chép rồi trong hang này kia mình nghe được ha. Anh em cái thủ phản hồi mình ha, mình để mình cắm vào đất á, nhấp vài cái nó ọc con lươn nó bay ra ngoài luôn nha nè. Chỗ kẹp nè, nha anh Hiệp về chú ý cho em ha, nếu có mã bò mình tha vô cái hàm răng này nha. Đó. Kẹp nào cũng vậy luôn, mình tha vô là nó cái độ bền như kẹp mình cao ha. Với cái phần tải điện vô cái máy mình nó đạt chuẩn là cái máy mình nó hiệu quả cao nhất nha. Đó là góp phần cái đánh hiệu quả cho anh em mình đó nha. Giờ mình xin thử bóng đèn ha. Anh em nào có quái mình á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi anh em này thấy thích thì mình xin cho mình thêm một like luôn nha anh em. Chúc mình làm người thật việc thật nha anh em. Những anh em đặt máy mình á, anh em lưu ý cho em ha. Máy của mình là bán máy, bán chất lượng máy ha và kỹ thuật. Chứ mình không có bán đếm con tính tiền nha anh em. Nếu anh em đi muốn mua máy kiểu nhiều con, ít con, đếm con tính tiền là mình không có bán như vậy nha. Không bán, mình bán quan trọng là cái chất lượng hiệu quả ha. Chứ không có bán mà kiểu đại trà nha anh em, mình không có bán theo lô này kia ha.
Anh em nào đặt máy mình cũng rất họ hỏi kỹ càng ha, ở đâu anh đánh bộ hay đánh thuyền này kia ha, mà cách đi cái làm sao luôn nha anh em. Tùy theo dùng nước mình có kỹ thuật ráp khác nhau ha. Anh em nào có đặt máy anh em á, mình cũng em cũng đã giới thiệu kỹ càng vậy ha. Anh em nào tin tưởng thì cứ việc giao lưu với em ha anh em, còn nếu chưa đủ tin tưởng thì cứ việc tham khảo ha, cứ tham khảo đi. Chừng nào ưng ý thì mình giao lưu với nhau, chứ mình chưa tin tưởng mình cũng nói chuyện nhau cũng mình đâu có tiến tới được cái kết quả gì đâu anh em, dùng làm mất thời gian của nhau thôi nha. Mà thật sự tin tưởng nha thì mình mới làm ăn nhau được nha anh em. Anh em còn nghi ngờ về uy tín bên mình á, thì anh em cứ tham khảo ha, mình làm ăn công khai mà mình không có giấu giếm như ai hết nha. Những đơn hàng mình đã gửi cho anh em cái thủ rồi đó, lỡ chậm trễ mong anh em cũng thông cảm ha, tại vì chung tình hình dịch cái này nó hơi phức tạp nha anh em. Anh em chung mà anh em cũng phải cũng đã hiểu ha, em cũng không nói nhiều cái phần đó ha. Rồi tiếp theo mình xin thử lửa cho con máy của anh Hiệp. Chung máy lương là lửa nó dạng không có cao đâu nha anh em, để mình thử cái độ chập vợt có an toàn hay không ha. Tại vì khi chập vợt nó không an toàn nó có thể nổ dàn công suất ha, chết chết ha, chết dàn công suất. Mình thử đủ độ an toàn mình mới giao cho anh em nha anh em. Giờ anh em nào khi mình bộ tá giao đến anh em á, anh em nào muốn thử máy coi hoạt động hay không thì anh em trước khi bộ tá điện cho mình á, mình trước khi mình nhận máy anh em chuẩn bị sẵn cái bình ở cửa mình đi ha. Rồi khi nào á cô tá giao đến á, nếu anh em chưa tin tưởng mình á, thì cứ việc nhà bộ tá liên lạc lại cho mình cho coi xem hàng ha, cho anh em có quyền thử thử tại chỗ ha, bóc cò thử tại chỗ. Rồi anh em cứ muốn quẹt nữa thì quẹt ha nè, chứ tuyệt đối không có đi không không được đi mà lấy vợt mà đi đi kích thử luôn nha anh em, tại vì bộ tá không đâu, người ta không có đợi mình thời gian đi luôn nha. Chỉ thử tại chỗ vậy thôi nha anh em, tẹt lửa. Còn máy điện tử thì anh em có bóng đèn gì nè, bóng đèn khói quá cao xíu ha, anh em thử bóng đèn cũng được, tại vì máy máy điện tử nó không có sức không bằng tải thì máy nó đâu kêu đâu. Còn máy cơ anh em bóp thoải mái nó kêu ha. Còn muốn tẹt lửa thì anh em cứ đem có dây điện này kia có cần sẵn anh em cứ quẹt vô thẹt lửa nè. Nghe không, vô sắc năng lửa bạo lắm nha nè. Nãy giờ mình để mức thấp đó ha, mình mất cao luôn nè, giờ lửa cho nó thể khủng hơn nha anh em. Anh em cũng đã thấy nha anh Hiệp, cái máy của anh em thử tất cả các chức năng đều bình thường ha, chập vợt kẹp ngược và tiếng kêu rất im ha, tiếng siêu nhỏ luôn á, anh em có thể đánh nghe tiếng cá ực ọc này kia ha, và tiếng lương nó chép ha. Dòng máy này tuyệt đối thôi, nên nói chung là không ăn lưu phi nha anh em. Tại dòng máy này nó anh đặt riêng mình là dòng máy chuyên lương như lóc cá lóc, những mặt cá khác nặng điện hơn thì có thể không ăn được nha, như du phi anh em tuyệt đối là chắc ha 10 con chứ không ăn được con nào đâu nha, tại vì máy này máy chiên lương nha anh em, bao anh em đánh lương hiệu quả cao ha. Tại lửa nãy giờ nhưng mình vợ máy cũng lặng ngắt không có gì hết trơn nha. Đây cái phần hướng dẫn sử dụng con máy chuyên lương ha cho anh Hiệp khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đã thử tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường và sẵn sàng tiếp đến anh Hiệp nha. Anh Hiệp chuẩn bị nhận hàng nha anh. Rồi cuối video ha, mình cũng
Một lần nữa cho phép mình được chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của em. Và những anh em nào có mới xem kênh mình á, nếu thích ha, nhớ cho mình xin một like và nhớ đăng ký chuông, đăng ký và bật chuông nha anh em, ủng hộ mình nha. Để mình có động lực phát triển kênh của mình thêm nha anh em. Và anh em nào muốn giao lưu với mình á, thật sự tin tưởng với mình ha, cứ giao lưu với mình thử xem có độ uy tín mình cỡ nào anh em. Và liên lạc của mình qua số điện thoại 086 7734919 nha nè. Rồi, hoặc là số Zalo á 035 9420 412. Rồi ha. Chào anh em. Và xin hẹn gặp lại anh em sau những video tiếp theo nha.